Chào mọi người, quay trở lại với video mới trên kênh YouTube HT Pro 189. Với những cái bộ nguồn máy tính thì mình rất hay lấy và tận dụng nó để làm một số những công việc nhất định. Và mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều cách tận dụng những cái chiếc nguồn máy tính như thế này, nguồn ATX, để tạo thành những cái vật dụng mà chúng ta hay dùng. Thì với những cái video gần đây nhất của mình thì mình đã có một cái video để biến cái nguồn ATX này thành một cái bộ sạc AQ. Mà nói chính xác hơn là hai bộ nguồn ATX để biến thành một bộ sạc AQ. Chúng ta không cần phải mod gì cả. Nhưng đối với cái video ngày hôm nay thì mình sẽ lấy lại một trong hai cái bộ nguồn ATX này, bộ nguồn máy tính cũ này, để biến nó thành một cái bộ sạc cho pin lithium. Và điều đặc biệt ấy, đó chính là nó có thể sạc cho rất là nhiều pin lithium cùng một lúc nha các bạn nhé. Đối với cách này thì mình nghĩ rằng là rất là nhiều anh em đang tìm kiếm, bởi vì chúng ta có thể muốn sạc một số lượng pin lithium, ví dụ là pin 18650, pin một laptop cũ các bạn. Chúng ta tận dụng những cái pin cũ thì khi mà sạc thì nó là cả một cái vấn đề. Nếu như chúng ta sạc với một viên một thì nó không phải là cái gì nó khó khăn, nhưng đối với chúng ta sạc khoảng 5 viên, 10 viên thì nó lại là một điều khó khăn và chúng ta cần phải tính toán. Ví dụ như các bạn không thể nào mà nối tiếp tất cả các viên pin đó lại để mà sạc cùng một lúc. Ví dụ là hệ 12V thì nó cần khoảng 3 quả chẳng hạn, hay là 24V thì cần khoảng 6-7 quả chẳng hạn. Thì khi mà những cái pin cũ mà chúng ta tận dụng ấy thì điện thế của nó thường là không cân bằng nhau, và chúng ta sạc khi mà không cân bằng nó sẽ phá hỏng những cái viên pin mà nó còn đầy điện hơn đó. Hoặc là chúng ta ghép tất cả những cái viên pin song song lại để sạc thì nó cũng lại cần một cái, chúng ta cần phải tính toán. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ tận dụng cái nguồn ATX này, nguồn máy tính cũ này, để biến nó thành một cái bộ sạc cho những cái viên pin lithium 18650, và mình sẽ làm thử điển hình sạc cho khoảng tầm 4 quả các bạn nhé. Đối với những cái bộ nguồn ATX hay là bộ nguồn máy tính cũ thì chúng ta sẽ để ý cái thông số của những cái bộ nguồn này các bạn này. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ tận dụng cái nguồn 5V này và sẽ hạ cái nguồn 5V này xuống với cái điện áp là khoảng chừng 4V2 để mà sạc đầy cho viên pin 18650 với điện áp là 3V7 các bạn nhé. Điện áp cho pin là 3V7 bình thường là đầy, nhưng mà khi muốn sạc đầy nó thì chúng ta cần phải sạc tới 4V2, và mình sẽ chỉnh cái điện áp 5V này xuống 4V2. Và các bạn chú ý rằng là với những cái bộ nguồn ATX này thì thông thường cái nguồn 12V, nguồn 5V này nó có cái số dòng cũng khá là cao. Ví dụ như nguồn này là 12A thì nó là loại rất là nhỏ rồi. Nhưng có những cái loại nguồn mà có cái mức volt là 5V này này, cái dòng 12A này ấy, nó có thể lên tới là 24 hoặc là thậm chí là hơn 30A. Và chúng ta sẽ tính toán như này. Đối với cái điện thế là 5V mà nó cho ra khoảng 12A như này thì chúng ta sẽ sạc được cho khoảng tầm 12 viên cho đến 20 viên pin 18650 cùng một lúc. Bởi vì pin 18650 thông thường thì cái dòng dung lượng của nó rơi vào khoảng tầm 2A đến 2A rưỡi, thì chúng ta sẽ tính toán cái dòng sạc cho viên pin chỉ bằng một nửa là cùng thôi, thì nó tránh trường hợp là pin bị nhanh nóng và có thể dễ hỏng. Thì chúng ta sẽ sạc với dòng, ví dụ như pin là 2A thì chúng ta sẽ sạc với dòng là khoảng 1A hoặc là 0,5A. Thì như vậy là nó khoảng vài tiếng đồng hồ nó sẽ đầy đó. Và chúng ta sẽ sạc cùng một lúc là khoảng tầm là 10 viên hoặc là 20 viên chẳng hạn, thì nó cũng khá là nhanh rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc lại cái hộp nguồn ATX này ra để mà mót nó lại xuống điện áp là 4V2 thì chúng ta mới có thể sạc được cho những viên pin. Và không thể là chúng ta mót xuống 4V2 là chúng ta sạc được luôn đâu, bởi vì là cái điện áp của nó xuống 4V2 nhưng cái dòng của nó vẫn có thể đạt tới là 12A. Và các bạn sạc cho viên pin mà nó đang điện áp thấp với cái dòng lên tới 12A, một là cái nguồn chúng ta sẽ bị ngắt nguồn không sạc được, hai là không ngắt thì nó sẽ làm cho viên pin của chúng ta rất nhanh đầy và nhanh nóng, có thể dẫn đến hiện tượng là bị nổ pin đó. Thì để mà đầu tiên chúng ta làm cho cái nguồn nó chạy được, chúng ta sẽ hàn cái dây màu xanh lá cây các bạn nhé. Với cái búi nguồn dây ra nguyên bản nó sẽ có các dây màu đen, màu đỏ và màu vàng, màu cam. Thì chúng ta sẽ lấy, nó có cái dây màu xanh lá cây chỉ duy nhất có một dây, đó chính là dây mở nguồn. Và chúng ta sẽ đấu cái dây đó về dây đen. Thì trong cái bộ nguồn này mình đã đấu nó về dây đen rồi. Nó tương đương với việc là đấu về chân GND, có nghĩa là chân âm nguồn, chân mát các bạn nhé. Thì ở đây mình đã đấu sẵn này, thì chúng ta sẽ cắm nguồn vào là cái nguồn nó sẽ hoạt động. Và cái cách nhìn thấy hoạt động đơn giản nhất đó, chúng ta nhìn thấy vào cái quạt gió này. Hầu hết các loại nguồn, loại mà chúng ta tận dụng cũ này ấy, thì nó cắm nguồn vào là cái quạt gió nó chạy luôn, nếu như chúng ta đã đấu cái dây mở nguồn.
Còn một số những cái loại nguồn có trường hợp là khi mà nó nóng bắt đầu nó mới cho chạy quạt các bạn nhé. Đó, như này là chạy rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lấy cái điện áp từ chân GND và cái chân 5V các bạn nhé. Chân này chân GND này, tức là âm nguồn này, và chân này chân dương 5V cộng 5V này, thì mình sẽ hàn hai dây này, dây vàng vào âm và dây đỏ vào dương 5V nha các bạn nhé. Và sau khi các bạn đã hàn dây GND và dây cộng 5V thì chúng ta sẽ đo được hai dây này. Thì ở đây mình đang hàn dây ra và cái dây màu vàng âm, dây vào màu đỏ chính là cộng 5V các bạn nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rằng là 5.01V này, rất chính xác này. Và cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta bây giờ đó chính là hạ cái điện áp 5V này xuống 4V2. Thì để hạ được cái nguồn này xuống 4V2 thì mình sẽ nhấn mạnh với các bạn một điều rằng đối với cách này chúng ta sẽ sử dụng với những cái bộ nguồn mà nó sẽ sử dụng là 2IC và điển hình là IC sử dụng bằng con IC7500 hoặc là cái con TL494 các bạn nhé. Thì con bên trong này các bạn này, con bên trong này mới là con 7500 hoặc là 494 nha. Đây các bạn thể nhìn thấy này. Đó, số là 7500 này, SDC7500 nhé. Còn một số đời nó sẽ sử dụng bằng con TL494 các bạn nhé. Đó, thì đối với con IC này chúng ta sẽ can thiệp với chân số 1 của nó. Chân số 1 chính là chân hồi tiếp. Chân số 1 này có điện áp từ, chúng ta sẽ điều chỉnh về là cộng 12V đi. Thì 12V này mà lối một con trở về chân số 1 này này, nó mà cho điện áp 12V về nhiều thì điện áp đầu ra tổng thể là sẽ ít đi. Và chúng ta sẽ can thiệp cái chân này. Bây giờ mình sẽ hàn một con điện trở 1K vào chân số 1 của con IC7500 hoặc là con IC của các bạn nếu như có là sẽ là TL494 hoặc là cái gì đó 494 các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần để ý số đằng sau thôi, bởi vì cái đằng trước có thể nó là các cái hãng khác nhau, nó sẽ có cái hiệu đầu khác nhau nhé. Bây giờ mình sẽ hàn điện trở này. Con điện trở 1K mình sẽ sử dụng bằng con điện trở này. Điện trở 1K sẽ có màu nâu đen đỏ các bạn nhé. Đây là loại 3 vạch. Thì mình sẽ hàn một chân của nó vào cái chân số 1 của con IC7500. Sau khi hàn xong nó sẽ được như thế này. Việc tiếp theo của chúng ta đó chính là hàn một cái biến trở để điều chỉnh được cái điện áp. Và nói đến điều chỉnh thì chúng ta phải sử dụng bằng biến trở rồi. Ở đây mình đang sử dụng biến trở là 203 tương đương với 20K. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng con 503 cũng được. Bởi vì 503 này hoặc là 103 cũng được nhé, có nghĩa là từ 10K cho đến 50K các bạn nhé. Thì đối với biến trở này nó sẽ có gọi là biến trở tam giác, nó sẽ có là 3 chân. Thì chúng ta sẽ hàn cái chân giữa này này vào cái đầu con điện trở mà mình vừa hàn. Và hai chân còn lại này thì nó sẽ vào hai chân lần lượt là GND và 12V. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hàn nhé. Sau khi hàn biến trở thì các bạn sẽ được nhìn này. Đây chính là cái chân cộng 12V này và đây chính là chân GND này. Đó, hai chân này và cái chân giữa này sẽ nhận cái chân điện trở từ chân số 1 của con IC kia về đây. Và mình sẽ hàn nó vào đây nhé. Sau khi kết nối điện trở nó sẽ được như thế này các bạn. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải có thêm một con linh kiện nữa rất là quan trọng. Con này chính là con tụ 104. Đây chính là con tụ 104 này các bạn này. Với con tụ này nó sẽ chịu điện áp là 50V và cái số volt thì chúng ta sẽ không cần quan trọng. Chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng là con tụ này nó có chỉ số là 104 tương đương với 0.1mi các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ sử dụng con này cho nó nhỏ và mình sẽ kết nối với cái biến trở. Các bạn sẽ kết nối hai chân con tụ vào lần lượt cái chân là một là cái chân giữa của biến trở này tương đương với đầu con điện trở này và một chân còn lại là vào chân GND. Thì với con tụ này ấy, nó có cái tác dụng là khử nhiễu. Nếu như chúng ta không có con này thì điện áp nó sẽ bị rung động và sinh ra nhiễu và rất dễ gây đến hiện tượng là bị hỏng cái bộ nguồn của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ hàn nó vào trên mạch nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái điện áp này ra cho nó xuống đúng 4V2 hoặc là chúng ta xuống để xuống 4V1 chẳng hạn để chúng ta có thể sạc những viên pin 18650 đầy với viên pin. Thì ở đây mình sẽ điều chỉnh cái biến trở này, nó sẽ giảm điện áp xuống này. Đó, các bạn có thể thấy rằng là nó xuống này. Và mình sẽ đặt nó ở mức độ là 4V2, đúng yêu cầu sạc đầy cho những viên pin 18650 các bạn nhé. Đó, 4V22. Hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh cho chính xác 4V20 cũng được.
nó lệch nhau một chút ít thì cũng không đáng kể gì cả. Đó, mình để 4V19 đi. Như vậy là đã biến thành một cái bộ nguồn nó ra 4V19 để chúng ta sạc cho những viên pin 18650. Nhưng mà khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta cũng chưa thể sạc được cho những viên pin đâu, mà mình đã nói trước đây rồi. Đó chính là nó có thể gây đến hỏng pin, hoặc là nó sạc quá nhanh cũng không tốt, hoặc là nguồn nó bị ngắt nguồn. Thì bây giờ mình sẽ đóng tạm cái nguồn này lại và tiến hành làm cái bước tiếp theo các bạn nhé. Thì chúng ta bắt đầu mới sạc được cho những cái viên pin như vậy. Và mình mang tới đây là hai cái khay chứa pin 18650 các bạn nhé. Đối với cái khay này nó sẽ đựng được cho những cái cell pin laptop này. Và mình đã ghép nối song song hai cái. Thì nó nối tiếp hai cái này thì nó tạo thành một cái khay đựng được 8 viên pin này. Và mình mang tới đây là 4 viên pin để sạc điển hình cho các bạn thấy nhé. Thì cái điều đặc biệt ở cái này ấy, đó chính là chúng ta sẽ cần phải sử dụng qua những con điện trở này để hạn dòng sạc cho những viên pin. Mà mình đã nói ở đầu video là chúng ta có thể dùng những cái hạn dòng để tránh trường hợp là bị ngắt quá dòng cho cái nguồn này, hay là bị nóng viên pin các bạn nhé. Thì đối với cách tận dụng này, chúng ta sẽ sử dụng với những con điện trở. Và các bạn chú ý rằng ở đây là điện trở mình đang chưa có những cái con mà nó đúng yêu cầu. Thì các bạn sẽ sử dụng con điện trở là 5W 0.47 ohm. Nhưng mà chúng ta cần thay thế cái loại tầm 5W 2 ohm hoặc là 3 ohm hoặc là 4 ohm 7 các bạn nhé, để nó hạn dòng tốt hơn. Còn cái này nó khống chế cũng được, nhưng mà nó dòng đi qua vào pin sạc, có nghĩa là sạc cho pin cũng khá là nhanh, nên nó cũng chưa tốt lắm. Thì các bạn nhớ chú ý rằng nếu như chúng ta muốn làm hạn dòng thì chúng ta sẽ sử dụng bằng trở là 5W khoảng tầm 4,7 ohm nhé, hoặc là 3 ohm 3 hoặc là trên 2 ohm thì là rất là ok. Có nghĩa là từ 1 đến 4 ohm đều được. Còn dưới 1 ohm thì nó là hơi cao. Ví dụ như con này là 0.47 nó hơi cao này, chưa được một nửa ohm các bạn nhé. Đó. Ở cái đế sạc này thì chúng ta sẽ sạc theo kiểu là tất cả các viên pin được nối song song với nhau. Thì chúng ta sẽ nối tất cả các cái sọc này làm âm nguồn. Và tất cả các sọc này sẽ được mỗi một cell pin đi qua một điện trở. Thì ở đây nó sạc 8 cell chẳng hạn, nó sẽ đi qua 8 điện trở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 điện trở này. Thì cái mà cái dây màu vàng này thì mình sẽ kết nối với âm nguồn các bạn nhé. Còn dây dương này sẽ được kết nối bằng ở đây. Có nghĩa là tổng đầu các điện trở này chập lại với nhau. Như vậy là cái dòng sạc sẽ được chia ra 8 điện trở này vào 8 viên pin khác nhau. Đó, dòng sạc nó sẽ khác nhau, ăn theo viên pin của chúng ta là đầy hay vơi khác nhau các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ kết nối vào này. Và chúng ta cũng nên sạc hàn dây, nếu như chúng ta hàn dây chính xác thì chúng ta cũng nên hàn dây vào khoảng ở giữa các cái điểm này để cho cái dòng sạc nó đi đều nhau hơn các bạn nhé. Đó. Như vậy là mình đã có một cái bộ sạc pin bằng cái nguồn máy tính cũ này. Mình dán thêm một cái dây này để mà khi pin của mình đầy mình rút ra cho nó nhanh các bạn nhé. Chứ mình cậy này nó rất là chắc, mình cảm thấy rất là chắc. Chính vì vậy mình làm cái dây này để cậy pin này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo thử cho các bạn thấy rằng mỗi một cái viên pin này nó có cái điện áp là khác nhau nhé. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có điện trở như vậy để chia dòng. Đây, ví dụ như viên pin này là 3,5V này. Viên pin này là 3,3V này. 2,9V này. Đó, pin cũ thì tất nhiên rồi, nó sẽ chả có viên nào đồng đều như viên nào đâu. Rất là ít. 3,69V này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cấp pin này vào cái khay pin và sẽ tiến hành sạc nó nhé. Ở đây mình quy định rằng là cái phần bên tay phải này, có nghĩa là dây đỏ này, qua các điện trở này là dương. Thì cái khấu mà có cái vệt khấu này này của viên pin 18650 nó sẽ là dương nguồn. Đó, chúng ta sẽ lắp từ trong đi, nó đuổi dây ra. Đó. Đây, mình ví dụ cái dây này là mình rút pin này, các bạn thấy rằng nó rất là nhanh này. Cái này thì mình cũng học từ một số những cái mà nó thiết kế như vậy, rất là hay. Chúng ta có thể rút pin lên. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ thử sạc cho các bạn thấy nhé. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn nhé. Quạt gió vẫn đang chạy nha các bạn nhé.
quạt gió chạy tức là pin của mình đang được sạc. Và bây giờ mình sẽ đo cho các bạn thấy rằng cái điện áp nó sẽ sạc cho viên pin. Đây mình sẽ để như này, các bạn có nhìn thấy đồng hồ này. Đây chính là âm nguồn này. Âm nguồn thì tất cả là chung nhau hết, còn dương nguồn thì nó được phân dòng qua điện trở các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chọc ở đây. Chọc đâu cũng được. Đó, 3,7 này. 3,3 này, các bạn thấy không? Nó không giống nhau đâu, nhưng khi sạc đầy thì tất cả các viên pin này là đồng nhất một số. 3,5 này. 3,6 này. Bây giờ mình sẽ cắm ở đây một lúc này các bạn thấy nhá. 3,73 mình sẽ cho vào cái viên pin nó yếu hơn đi. Đây. Đó, các bạn có thể thấy rằng là cái sạc của mình nó đang đẩy cái số vôn lên từ từ rất là tốt. Cái số vôn đằng sau cuối cùng này, số chấm phẩy đằng sau này, nó đang lên từ từ. Đó, 3,35. Lên rất là từ từ như vậy rất là ok rồi. Và tính theo như cái cách này thì nó sạc, ví dụ mình cho pin nó sạc trong vòng cho cái dòng sạc là 1A ấy, thì nó sạc những viên pin này nó rơi vào khoảng tầm 2 giờ thì nó sẽ đầy hoàn toàn. Như vậy cũng là một cái ngưỡng khá là tốt. Đó. Viên khác nhá. ba phẩy bảy mươi tám. Tất cả các viên pin này thì nó cũng đều được sạc hết các bạn. Đó. Và như vậy là mình đã làm thành công một cái sạc tận dụng từ nguồn máy tính cũ, sạc cho nhiều viên pin. Ở đây mình cũng đang thừa 4 quả này nữa và mình sẽ mang ra đây mình sạc lốt. Còn nếu như mà mình muốn sạc là 16 quả thì mình sẽ ghép thêm bằng hai cái lần như này nữa, song song lại với nhau, dương đấu chập dương ở đây và âm sẽ nối từ âm sang bên này. Như vậy là mình đã có một cái bộ sạc cho tới 16 viên pin. Và thậm chí là mình có thể sạc cho hơn như thế nữa. Nếu như mà mình kiếm một cái cục nguồn này nó có cái nguồn 5V dòng lớn hơn chút nữa. Đó. Và cái video này thì mình chắc nghĩ rằng là nó sẽ có rất là ích đối với rất là nhiều người. Chúng ta có thể tận dụng cách này để sạc cho nhiều viên pin, tận dụng cho nhiều mục đích. Còn cái video này thì mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi đến giây phút cuối cùng.